Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 19 tây tháng 11 năm 2021. Ngọc xin chia sẻ một cái thông báo rất là mới của trung tâm EDD, Sở Thất nghiệp của Tiểu bang California về việc là có khoảng 100.000 hồ sơ sẽ được truy lãnh những cái tuần mà họ bị từ chối theo cái chương trình PUA tại Tiểu bang California. Tức là những cái tuần trước đó đó, là họ bị từ chối, họ không có được tiền. Bây giờ EDD họ xem xét lại hồ sơ và theo như những cái luật của liên bang mà ấp chế từ những cái gói cứu trợ mà ký lần sau đó thì họ thấy rằng là những người bị từ chối bây giờ họ đủ điều kiện cho những cái tuần đó cho nên là bây giờ họ quay trở lại họ cho mình truy lãnh. À, nhưng mà quý vị phải để ý những cái điều mà người ta thông báo trong cái thông báo này quý vị nha còn cái việc mà nộp những cái giấy tờ để chứng minh cái work history cái lý lịch việc làm của mình đó thì trong cái thông báo này họ cũng có trả lời một số cái thắc mắc cho nên là ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị à, ở đây á, thì cái thông báo này đã được tải lên vào ngày 18 tây tháng 11 năm 2021 tức là ngày hôm qua và đây là sở thất nghiệp của tiểu bang California thôi quý vị nha. Họ nói rằng á những ai đã từng lãnh chương trình PUA thì để ý cái thông báo này. Vì cái thông báo này cho biết là có khoảng 100.000 hồ sơ sẽ được truy lãnh nếu như mà những cái hồ sơ của họ hiện giờ sau khi mà reassess lại thì họ đủ điều kiện và trong quá khứ thì họ bị từ chối thì bây giờ họ sẽ được tiền thì đây là một trong những cái thông báo nó liên quan đến một cái luật của liên bang và trong cái luật này họ giải thích là những cái lý do ba cái lý do vì sao họ lại có những cái trường hợp này xảy ra thì trước khi ngọc chia sẻ cái lý do thì ngọc muốn nhắc quý vị là nếu như mà quý vị có lãnh pua ở tiểu bang california và quý vị có một số tuần là bị từ chối không có đủ điều kiện để nhận tiền thì quý vị hãy vào ui online của mình để kiểm tra tin nhắn quý vị nha kiểm tra tin nhắn bởi vì sao bởi vì họ nói là những người mà trước đây đã từng bị từ chối chương trình pua À, thì hiện giờ người ta khuyên mình, khuyến khích mình là hãy vào kiểm tra cái UI online account của mình, những cái tài khoản trên UI online của mình đó thì vào kiểm tra bởi vì mình có thể sẽ được lãnh những cái chương trình PUA này bởi vì theo cái những cái quy định mới mở rộng liên quan đến cái chương trình PUA. Và trong cái UI online này á thì quý vị bấm vào cái chỗ người ta nói rằng là cái mục PUA reassessment quý vị nhớ vào UI online trước ha rồi quý vị vào cái mục là PUA reassessment à, để mà mình apply quý vị nha cho nên là nếu như quý vị không biết cái điều này quý vị ông không apply á thì quý vị cũng không có được tiền luôn cho nên mình phải làm những cái bước này và ngọc hy vọng rằng là quý vị sẽ chia sẻ những cái thông tin này đến người thân bạn bè và những cái người làm việc chung với mình á để người ta biết những cái thông tin này và vào chat UI online thì nói chung á là người ta cần mình à, chứng minh một số điều, cần mình confirm xác nhận một số điều trước khi mà người ta cho tiền mình, cho nên là mình phải làm. Phần mình là mình phải làm để người ta cho tiền mình, còn nếu như mình lơ thì người ta cũng à, lơ luôn ha quý vị ha. Tiền mình thì mình phải phải làm để mình được nhận thôi. Thì à, những cái lý do người ta đưa ra là có 3 lý do. Bay lại đây là cái cái mới nha quý vị nha. Đây là mới nha Tại vì theo luật liên bang á, thì hiện giờ họ đưa ra ba cái lý do mới và ba lý do mới này sẽ làm cho 100.000 hồ sơ đủ điều kiện để được truy lãnh. Lý do thứ nhất á, là bạn là một employee, tức là bạn là một nhân viên W2, đúng không? Và số, số giờ làm của bạn bị giảm hoặc là bạn bị nghỉ việc do hậu quả trực tiếp của cái đại dịch COVID này. À, và nếu như mà trước đây đã, bạn đã bị từ chối cái quyền lợi về trợ cấp thất nghiệp dưới cái chương trình PUA thì bạn sẽ nhận được một cái tin nhắn trong cái tài khoản UI online của mình với những cái hướng dẫn và làm sao để mình có thể hoàn tất cái việc là đánh giá lại cho cái chương trình PUA. Nếu như mà quý vị làm và người ta đánh giá lại đúng hết thì quý vị sẽ được lãnh thêm tiền, có thể là được lãnh thêm một tuần hoặc là được lãnh thêm nhiều tuần, được truy lãnh cho những cái tuần đó quý vị nha. Lý do thứ hai là bạn đã bị từ chối trợ cấp thất nghiệp. Ha, bởi vì bạn từ chối trở lại làm việc hoặc là bạn chấp nhận một cái công việc nào đó nhưng mà nhưng mà cái nơi mà quý vị chuẩn bị đi làm việc hoặc là cái nơi mà người ta mời mình làm việc đó, họ không có tuân thủ theo các cái tiêu chuẩn an toàn liên quan đến cái đại dịch covid này thì đây là cái phần tiếng việt quý vị có thể đọc ha rồi cái lý do thứ ba đó là bạn là nhân viên của trường học school employee. À, những ai mà làm ở trường học đối vị và quý vị lãnh theo W2 và bạn bị thất nghiệp toàn phần hoặc là bán phần à, do cái đại dịch Covid này à, thì quý vị cũng có thể là đủ điều kiện để lãnh cái cái tiền này. Cho nên đây là ba cái lý do mới quý vị nha. Đó cho nên là à, hên xui tùy cái trường hợp của mình nếu như mà quý vị à, thấy cái PUA reassessment cái mục đó và quý vị thấy tin nhắn thì quý vị vào đó quý vị làm theo hướng dẫn quý vị nha rồi bây giờ người ta nói rằng á kể từ ngày hôm nay ngày 19 tây tháng 11 năm 2021 thì EDD người ta sẽ gửi ra một số cái email một số cái tin nhắn à, cho những cái trường hợp đó ha người ta sẽ tức là người ta thông báo cho mình là có một số cái trường hợp là vậy 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 và bây giờ để cho mình biết á, thì mình hãy vào UI online nếu như thật sự mà ai đó không có vào UI online thì người ta cũng Bằng mọi cách để tìm cách liên lạc với mình qua những cái phương thức khác, ví dụ như là email, tin nhắn này kia. Và thậm chí nếu như mà người ta không có nhận được những cái response của quý vị thì ta người ta sẽ tìm cách là, là quý vị, người ta sẽ gửi ra những cái giấy báo, giấy báo người ta in ra, người ta gửi về địa chỉ nhà của mình đối quý vị. Thì đó là một số cái điều mà quý vị lưu ý là EDD, người ta sẽ tìm mọi cách để liên lạc với mình để mình có thể... Là được thêm tiền Cũng như là ngược lại nếu như quý vị không đủ điều kiện Người ta muốn đòi lại tiền Thì người ta cũng tìm mọi cách để liên lạc quý vị Để đòi lại tiền quý vị nha Thì đó là một trong những cái thông tin Mà quý vị cần phải lưu ý Ngọc xin nhắc lại Nếu như quý vị không dùng UI online Thì người ta sẽ gửi giấy báo Và in ra và gửi về cho quý vị Theo địa chỉ nhà của mình Cho nên là quý vị kiểm tra thùng mailbox nha rồi bây giờ đó nếu như mà những anh chị nào vẫn còn thắc mắc về những cái việc là làm sao để chứng minh cái work history cái công việc làm của mình để mình tránh cái việc là bị EDD người ta đòi tiền lại, thì EDD họ nói rằng á, là không phải là ai cũng nhận được những cái thông báo này đâu quý vị, chỉ có 30% số người lãnh tiền PUA là phải chứng minh cái work history và nếu như quý vị vào UI Online mà thấy những cái đòi hỏi yêu cầu này thì quý vị hãy làm theo hướng dẫn của người ta trước cái ngày deadline quý vị nha chứ quý vị để quá ngày deadline thì nhiều khi à, nó sẽ có những trường hợp là người ta sẽ gửi giấy báo đòi tiền này kia khác nọ là nó không hay thì ở đây người ta nói rằng á nếu như mà trường hợp quý vị muốn chứng minh là mình tự làm chủ mình xong thôi thì quý vị có thể nộp một trong những cái giấy tờ này hoặc là nhiều giấy tờ được liệt kê sau đây một cũng được mà nhiều cũng được có càng có cái gì chứng minh được thì mình nộp quý vị nha. Ví dụ như thứ nhất là quý vị nộp cái business license, cái tax return của mình ha. À, rồi cái 1099 cũng ok. Anh chị nha, 1099 cũng ok. Rồi cái business receipt những cái hóa đơn chứng từ gì đó và thứ năm là cái bản cam kết sai affidavit. Thì cái này hôm bữa trước là Ngọc không biết là người ta có yêu cầu mình notary right không. À, thì ở đây người ta nói rằng là không có cần không có cần quý vị nha. thì notary right là 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 giống như là có một cái người nào đó họ chuyên về làm giấy giày. rồi người ta sẽ kiểm tra giấy chứng minh, uh, giấy giấy ID của mình, rồi người ta kiểm tra mình có phải là người đó không, rồi người ta giống như là ra công chứng vậy đó quý vị. ha ha. thì nói chung là mình viết cái bản cam kết, à, cam kết mình à, để mà mình có thể xác nhận mình là người tự làm chủ mình ký, nhưng mà không cần người khác công chứng cho mình nha quý vị nha. đó. Còn nếu như mà quý vị có những cái bản hợp đồng, những cái thỏa thuận hoặc là những cái bank statement để chứng minh là mình à, có làm cái công việc self-employed đó. Nhiều anh chị là năm 2020 chứng minh được bằng cái tax return, nhưng mà 2019 nó lại không khai thuế, cho nên là anh chị có thể là nếu như mà không có cái tax returns ha thì có thể nộp 1099 hoặc là nộp những cái khác giống như là ngọc nói nè hoặc là à, cùng lắm là mình có thể viết một cái bản cam kết affidavit để chúng ta à, cam kết cái lời khai của mình là đúng sự thật mình hứa hẹn này kia đó bây giờ mình không chứng minh được thì mình à, viết để mình giải thích cho người ta vậy thôi và cái bản à, affidavit này thì quý vị có thể vào google quý vị hỏi anh à, google nha chứ ngọc thì ngọc không có cái bản đó À, nói chung á, là những cái điều này quý vị cần phải nộp trước hạn và nộp hình ảnh đồ cho nó rõ quý vị nha nhiều khi scan lên mà nó mờ quá là người ta à, yêu cầu mình nộp lại hay sau đó còn những cái trường hợp kia á, thì Ngọc cũng đã chia sẻ rồi à, Ngọc chỉ nhấn mạnh những cái điều mà mới mới thôi ha Như vậy thì 1099 cũng được không sao hết nhưng mà đối với bản thân Ngọc thì Ngọc nghĩ rằng á, là cái tax returns nó sẽ à, có cái, cái 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 sức thuyết phục hơn, à, tại vì cái 1099 này á, là à, mình mình có thể chứng minh được nhưng mà sau này nếu như mà người ta tìm cái net income thì nó không có ra quý vị 1099 nó không có show được cái net income cho nên là nếu như mà mình có cái tax returns thì mình nộp cho người ta tax return nếu như quý vị nó muốn nộp cả hai vừa 1099 vừa tax return thì được không sao hết người ta không có cấm mình nộp nhiều quý vị nha đó thì ngọc xin chia sẻ những thông tin như vậy và xin chúc quý vị là may mắn và làm hồ sơ nó suôn sẻ hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo bye bye nào